Trời ơi, thế là tôi sắp có cháu rồi. Thì mẹ đã ra chỉ thị, bọn con phải tuân thủ thôi ạ. Tốt lắm, chiều nay chuẩn bị giấy tờ đi, mẹ sẽ sang tên cho hai đứa luôn. Vâng ạ. Chồng, anh về rồi đấy à? Anh xem bên này. Có chuyện gì thế con? Quỷ. Nói, cô ngủ với thằng nào? Con chào mẹ ạ. Ừ, sang chơi đấy hả con? Vâng. Con bận quá, ông này mới qua thăm mẹ rồi. Mẹ bỏ xuống đi, mẹ làm gì? Này, con bảo, hay là mẹ thuê giúp việc đi, để thời gian nghỉ ngơi con đi chơi đây đó chứ. Ôi dào ơi, mẹ con khỏe chán, thuê giúp việc làm cái gì? Ngồi đây mẹ bảo. Dạ. Này, thế bao giờ ấy, cho mẹ có cháu bé đấy? Cái đấy, mẹ phải hỏi chồng con chứ ạ. À? Chứ còn cũng muốn lắm rồi ạ. Đạt. Dạ. Chắc là mẹ phải đợi bọn con một thời gian nữa mẹ. Dạo này con nhiều dự án quá. Với lại là con cũng tính là cho nó kinh tế chắc chắc một tí. Sau này chăm con cho nó đỡ mệt. Anh ấy thì suốt ngày công việc thôi. Năm nay nhá, mà có cháu cho tôi bé thì mẹ sẽ sang tên cái lô đất mặt đường cho hai đứa luôn. Mà nhà mình ấy thiếu gì tiền đâu. Anh cái bày đặt tự lập mới chật tự liếc. Thật thế hả mẹ? Mẹ cho bọn con lô đấy thật ạ? Thế chẳng cho cháu tôi thì để cỏ nó mọc à? Cứ nghe tôi thì cái gì cũng có. Dạ, vâng ạ, tuân lệnh mẹ. Anh nghe mẹ nói rồi đấy. Bây giờ thì chúng mình... Thôi, anh em còn làm việc cái này, để hôm sau đi. Anh lúc nào cũng công việc thôi, cứ công hiến ở cái công ty đấy mãi làm gì. Mẹ thì có đất có tiền, bây giờ ấy anh bảo mẹ đầu tư, mình làm chủ kinh doanh không sướng hơn à? Em biết là anh thích tự lập mà. Với lại bây giờ mà có con phiền phức lắm. Em mang bầu, em sinh con, anh có phải lo gì đâu. Với cả sinh xong cũng có giúp việc rồi còn gì nữa. Thôi, anh ra kia đi ngủ đây, mai còn đi làm sớm, có cuộc họp quan trọng nữa. Anh ngủ luôn ngoài đấy đi, đừng có vào đây nữa. Là có con, hai là ký giấy ly hôn, giải thoát cho em. Em buồn cười thật đấy, sao em cứ ép anh thế nhở? Em không ép anh, em chỉ làm theo lời mẹ nói thôi. Bây giờ mẹ cũng có tuổi rồi, anh định bắt bà đợi đến bao giờ nữa? Thì mọi chuyện nó phải xử lý từ từ chứ, em cứ ép thế này nó không hay đâu. Em không cần biết, ngay chiều nay anh phải chờ em đi khám. Này, em quá đáng rồi đấy. Không, em ký đi. Thôi được rồi. Đi em. Mình đi thôi chồng ơi. Đợi anh tí. Em đây sếp ơi. Có lỗi kỹ thuật à? Vâng, thế bây giờ em qua fix luôn anh nhá. Dạ vâng, dạ. Em ơi, chắc là bây giờ em phải chạy qua công ty thôi. Công ty đang có lỗi quá. Công việc quan trọng hay là em? Ui, em chịu khó nhá, bây giờ em phải vội lắm. Em phải có bắt xe nhá. Anh đổ tệ bạc. Anh đi chơi với công việc của anh đi. Có tiền em trả anh ngay ạ. Sao thế? Gặp anh sao lại hốt hoảng vậy? Thì đúng là anh là dân tài chính thật, nhưng mà anh không có vui hoa dập liễu đâu. Mà hình như anh thấy em là đang có cái tâm trạng, đang có tâm sự gì ạ? À, không ạ. Thì nợ nần ấy lúc nào trả cả được đúng không? Quan trọng ấy là sức khỏe. Em hiểu anh chứ? Vâng ạ. À, bây giờ thì đi xe nhờ về nhà nhỉ? Có gì đâu, lên xe ấy. Cứ lên đi, cứ lên. Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ. Vâng, chắc em nhé. Mọi chuyện là như thế đấy anh ạ. Bây giờ chỉ cần em có thai thôi là bà ta sẽ cho em một số tiền lớn, rồi cả lô đất nữa. Lúc đấy em sẽ trả cho anh cả gốc lẫn lãi luôn ạ. Thế thì lâu lắm. Anh ơi, anh thư thư giúp em một tí. Chứ em cũng không định trốn đâu. Có tiền em sẽ trả anh ngay. Thật ra thì
Anh cũng rộng lượng lắm. Tuy nhiên là đằng sau anh bao nhiêu là nhân viên, gia đình nữa. Mà em phải làm cái gì thì anh mới giúp em được. Anh định làm gì ạ? Chẳng phải là em muốn gia hạn thêm sao? Mà anh nghĩ rằng ấy, anh thay thế chồng em, giúp em có bầu. Anh nghĩ là chồng em tịch ngoài rồi. Lâu lắm rồi vợ chồng mình mới ấy với nhau đấy nhở? Anh xin lỗi nhá, dạo này anh bận bịu công việc quá. Tóc em dính cái gì đấy? Đâu ạ? Chắc là nay em ăn sữa chua là bắn lên đấy mà. Sữa chua? Vâng. Cái gì đấy? Cô nhìn cho kỹ mà. Sữa chua với cái đấy mà cô nghĩ tôi không phân biệt được á? Chồng ơi, em với anh ta chỉ là bạn thôi ạ. Anh hiểu lầm rồi. Bạn ấy? Tôi cho cô xem bạn là như nào nhé. Bạn ấy là chủ nợ hả? Cái gì? Hóa ra cô lại còn cờ nợ nần à? Thảo nào ấy, cô lại phải tìm mọi cách để nhanh có thai như thế. Mẹ ơi, không phải như vậy đâu mẹ ạ. Đứa con này là của anh Đạt thật mà. Cái gì? Của tôi á? Cô đọc cho kỹ này. Tôi bị vô s***. Đẻ có gì hả? Đây, cô nhìn đi. Cái đồ đàn tà lăng loạn. Hóa ra cô lừa tôi để mà lấy tiền trả nợ gì? Các người tưởng các người tốt đẹp lắm à? Mày còn giả mồm nữa. Bỏ ra. Anh định đánh tôi á? Anh đánh đi. Đánh đi. Sao lúc anh bị tịt ngòi rồi anh còn lấy tôi về làm gì hả? Anh cũng khốn chẳng kém đâu. Cút ngay ra khỏi nhà tôi. Cút. Bà không cần phải đuổi, tôi tự đi. Chúc các người sớm thoát khỏi cảnh tuyệt tự tuyệt tôn đi. Còn cái thằng này nữa, sao mày lại giấu mẹ hả trời? Bây giờ thì nhục mặt chưa hả con? Con xin lỗi. Con chị nó tệ, nhưng mà anh cũng không kém đâu. Trời ơi là trời, con ơi là con.